những điểm báo may mắn được nhiều người tin tưởng. Hoan hỷ chào đón quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Phong Thủy Giàu Sang. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn sẽ có một cuộc sống may mắn, thuận lợi và bình an. Và mọi chuyện mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống này cũng đều có lý do và nguyên nhân của nó. Chính vì vậy mà người xưa thường cho rằng có những dấu hiệu bất chợt đến với mọi người bằng cách này hay cách khác, không chủ đích, sẽ báo hiệu về những điều sắp đến trong tương lai. Vậy điềm báo may mắn là gì? Những dấu hiệu nào chứng minh sắp có may mắn đến với gia chủ? Hãy cùng Phong Thủy Giàu Sang tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Dấu hiệu thứ nhất, nhận biết qua bàn tay. Bàn tay phải rung lên thì bạn sẽ có tiền mà do bạn làm ra. Và ngược lại, nếu lòng bàn tay phải của bạn bị ngứa thì bạn sắp phải chi tiêu khá lớn. Và nếu lòng bàn tay trái của bạn bắt đầu ngứa thì bạn sắp có niềm vui lớn hay có lộc trời cho. Dấu hiệu thứ hai, thấy ngứa vùng xung quanh rốn. Theo phong thủy, nếu một ngày bạn cảm thấy vùng rốn ngứa kinh khủng thì rất có thể bạn sắp gặp may mắn đấy. Hơn thế nữa, phần eo của một người cũng biểu thị tài vận của người ấy. Người nào chăm chỉ, vận động nhiều thì vùng eo mềm mại, tài lộc tiến. Hãy nhớ rằng, may mắn không bao giờ mỉm cười với kẻ lười biếng. Dấu hiệu thứ ba, thấy ngứa vùng giữa lông mày và bầu mắt trái. Nếu thấy vị trí giữa lông mày trái và bầu mắt bỗng dưng ngứa, thì có thể lúc đó vận may sắp mỉm cười với bạn. Bạn sẽ thu được một khoản tiền vô cùng lớn. Ngoài ra, lông mày cũng là một vị trí quan trọng cần lưu ý trong thuật xem tướng. Dựa vào đó, có thể suy đoán được vận thế và tài vận của một người. Dấu hiệu thứ tư, mắt trái giật liên hồi. Theo góc độ tâm sinh lý học, mắt trái và mắt phải giật liên hồi là dấu hiệu của việc làm việc quá mệt mỏi, căng thẳng, cần được nghỉ ngơi. Nhưng ở góc độ tâm linh thì đây lại là dấu hiệu của những điều báo trước. Đặc biệt, nếu bạn thấy mắt trái giật liên hồi thì chứng tỏ đây là điềm báo may mắn sắp đến với bạn. Công việc của bạn sắp có tin vui, được tăng lương thăng chức là một ví dụ. Cơ hội gặp quý nhân sắp đến với bạn, nhiều người đã từng được bạn giúp, hôm nay sẽ tương trợ bạn. Chỉ vài ngày nữa thôi, tin vui sẽ đến, cơ hội kiếm tiền càng nhiều. Về mặt tình duyên cũng vô cùng rực rỡ, hôn nhân của bạn đang viên mãn, vui vẻ. Bạn nhận được nhiều yêu thương từ người bạn đời. Người chưa có gia đình thì gặp được nhân duyên như ý. Dấu hiệu thứ năm, lông tơ trên nốt ruồi nào đó mọc dài ra. Theo nhân tướng học, nốt ruồi thường biểu hiện cho những điều khác nhau về nhân duyên, tương lai, sự nghiệp. Hình dáng nốt ruồi cũng ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh của bạn. Nếu như lông tơ của nốt ruồi nào đó trên cơ thể đột nhiên dài ra, thì đó là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn. Những người có dấu hiệu lông ở nốt ruồi mọc bất ngờ thì chắc chắn công việc sẽ suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền đang rộng mở. Thời gian gần thôi, bạn sẽ được thăng quan tiến chức. Không chỉ vậy, bạn sắp gặp được người tri kỷ như ý rồi đó nhé. Dấu hiệu thứ sáu, gương mặt hồng hào, sáng bừng. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng, phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên tối sầm, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung cả gương mặt đều tái nhạt đến bất ngờ. Cả ngày bạn chỉ thấy mặt của mình tự nhiên hồng hào, da mặt sáng bừng, chứng tỏ bạn sắp có tin vui về nhân duyên. Bạn có thể sẽ gặp được người trong mộng đến nơi rồi đó. Không những vậy, công việc của bạn cũng đang tiến triển bất ngờ. Bạn được cấp trên nâng đỡ, trao cơ hội lớn nên nhất định phải gắng thể hiện năng lực đó nhé. Dấu hiệu thứ bảy, màu sắc của má. Theo các chuyên gia về nhân tướng học, nhìn màu sắc của má cũng có thể đoán định được vận trình sắp tới của một người. Người có đôi má hồng hào, sáng bóng là dấu hiệu của chuyện tốt, may mắn sắp tới, muốn cản cũng không được. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc da khô héo, mặt xám xịt thì người đó có thể đang gặp trắc trở, cuộc sống nhiều mệt mỏi, cực nhọc, không như ý muốn. Dấu hiệu thứ 8, nhận biết qua đôi mắt. Nếu đôi mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng, ánh nhìn sắc bén, mắt sáng, có thần thái, thì đó là đôi mắt của người đang gặp nhiều chuyện vui, vận trình tăng tiến, mọi sự thuận lợi. Nếu đôi mắt lờ đờ, u ám, thất thần, thì đó là biểu hiện cơ thể mệt mỏi, sức khỏe không tốt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trên đây là những dấu hiệu phát tài trên cơ thể, báo hiệu may mắn, thần tài sắp tìm đến với bạn. Xét về nhiều góc độ, từ nhân tướng học đến tâm linh học, mọi thay đổi trên cơ thể
đều có thể là điềm báo cho sự việc nào đó sắp đến với cuộc sống của bạn. Nếu cơ thể xuất hiện một số điểm đặc biệt này, rất có thể những điều tốt lành đang chờ đợi bạn ở phía trước. Các bạn thân mến, trải qua hàng ngàn năm, qua những quan sát trong cuộc sống, người xưa đã đúc kết thành những kinh nghiệm và những dấu hiệu hay những điềm báo ai đó sẽ gặp việc tốt lành hoặc việc dữ trong thời gian tới. Ngoài những điềm báo trên cơ thể mà phong thủy giàu sang vừa giới thiệu trên đây, thì cũng còn những điềm báo mang ý nghĩa tốt lành khác mà có thể chúng ta không nhận ra. Cùng xem đó là những điềm báo gì để không bỏ lỡ chúng quý vị nhé. Điềm báo đầu tiên, dơi làm tổ trong nhà. Dù có vẻ ngoài xấu xí và sống về đêm, nhưng dơi lại là loài vật mang đến tài lộc. Những nơi dơi làm tổ là những nơi tốt lành nhất. Thế nên, khi dơi làm tổ trong nhà hoặc dưới mái hiên nhà bạn, thì đó là điểm may mắn đấy. Thần tài sẽ đến gõ cửa nhà bạn sớm thôi, và hãy nhớ đón sự giàu có nhé. Người Trung Hoa tin rằng con dơi chỉ làm tổ ở những nơi tốt lành nhất. Họ cho rằng cảm nhận của dơi rất nhạy bén. Nó có thể ngửi ra nơi có khí tốt lành. Nếu các con dơi bay đến và làm tổ dưới mái hiên nhà bạn, thì điều này báo hiệu niềm vui, sự may mắn sắp tới với bạn. Điềm báo thứ hai, bướm bay vào nhà. Người ta tin rằng khi bướm bay vào nhà, có nghĩa là bạn đang chuẩn bị nhận được tin tốt lành, nhất là trong công việc, có thể là một khách hàng quan trọng. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng, thì là tin tốt liên quan đến tình cảm, nhân duyên. Còn nếu là con bướm màu xám đen, thì người đó sẽ mang đến tin vui trong công việc hoặc nghề nghiệp. Bạn cũng đừng nỡ xua đuổi con bướm hoặc bắt hay vô tình giết nó. Điều đó sẽ làm giảm vận may của bạn. Điềm báo thứ ba, gặp rắn. Thông thường khi nhắc đến rắn, chúng ta sẽ có cảm giác sợ hãi và muốn tránh xa. Thế nhưng các chuyên gia phong thủy lại đưa ra điều ngược lại. Nếu bạn vô tình gặp loài bò sát này, thì hãy chờ đón những điềm may mắn sắp đến với mình nhé. Khi gặp rắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ và những điều tuyệt vời khác. Dù tín ngưỡng hay không, thì rắn vẫn là con vật mà nhiều người không dám giết hại bởi nó gắn liền với các niềm tin về tâm linh. Loài vật này sẽ không hại người và bỏ đi nếu nó ý thức được sự có mặt của con người. Đặc biệt, rắn không tấn công người nếu không cảm thấy bị đe dọa. Điềm báo thứ tư, chó đột nhiên chạy vào nhà bạn. Chó là một trong những loài vật được tin rằng đem lại may mắn cho con người. Khi ai đó mang đến cho bạn một con chó như một món quà, hoặc nếu một con chó đó đi lạc đến nhà bạn, hãy chào mừng nó vào nhà của bạn vì đó là điềm tốt lành. Người ta cho rằng một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi vì nó có nghĩa là bạn sẽ có thêm người bạn trung thành và chân thành đi vào cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc. Và chó màu trắng mang lại tình yêu và lãng mạn. Điềm báo thứ năm, cây cối đâm chồi, nảy lộc. Thông thường biểu hiện của hoàn cảnh khi phong thủy ngôi nhà không tốt hoặc người trong nhà không vui, bệnh tật thì cây cối trong nhà hay vật nuôi cũng cùng tâm trạng ủ dột, héo tàn. Ngược lại, mọi thứ đều tươi tốt, hoa nở, cây cối phát triển thì là biểu hiện của sự sống, vui tươi, khởi đầu của những điều vui tươi, may mắn và thành công. Bạn cũng nhớ, nếu đã trồng cây hay nuôi con vật thì hãy chăm sóc chúng. Điềm báo thứ sáu, phân chim rơi vào đầu. Dấu hiệu này ít xảy ra, nhưng không phải là không có. Trường hợp phân chim rơi vào đầu là một điềm báo bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian sắp tới. Bởi lẽ chim được xem là dấu hiệu mang đến tin vui, nhiều điều tốt lành đến với gia đình bạn. Vì vậy, nếu vô tình phân chim rơi vào đầu, đừng vội tức giận, bởi đó chính là sự giàu có đến từ thiên đường. Biết đâu sẽ mang theo nhiều cơ hội, tin tốt lành cho bạn. Điềm báo thứ bảy, được cho tiền vào ngày may mắn. Đây là điềm báo may mắn rõ ràng nhất mà bạn có thể nhận ra ngay. Thường mỗi người thì sẽ có một ngày sinh khác nhau và ngày may mắn của mỗi người cũng có sự khác nhau. Trong những ngày này, nếu được tặng một số tiền nhất định trong túi mang ý nghĩa tương tự như đồng tiền may mắn. Trong trường hợp này thì mọi người có thể sử dụng được nhiều cách khác nhau. Có thể là người khác trả nợ và cũng có thể là nhận được số tiền từ công việc hay dự án của bản thân. Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, sẽ không ai có thể đoán chắc được những điều sắp xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người xưa,
vẫn có những điềm báo trước sự may mắn. Thế nên từ nay bạn hãy lưu ý những dấu hiệu trên để xem mình có may mắn thật hay không nhé. Quý vị có câu hỏi thắc mắc nào dành cho phong thủy giàu sang, hãy để lại bên dưới phần bình luận của video nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video bổ ích hơn về phong thủy tử vi của chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.